Tôi xin chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Nhà phố Văn Nguyên, chuyên bán nhà phố khu vực Bình Thạnh, Phú Nhuận và các quận trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý cô chú anh chị có nhu cầu ký gửi nhà bán chính chủ, hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà sát với mặt tiền trục đường Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh. Và vị trí nhà mình nha, ngay giữa khúc đường Phan Đăng Lưu và đường Nguyễn Văn Đậu nha, vị trí trung tâm, dễ dàng lưu thông di chuyển sang khu vực Phan Xích Long của quận Phú Nhuận cũng như là khu vực phường Đa Cao Tân Định của quận Nhất nha. Vị trí của mình ở đây là ngay mặt tiền trục đường Hoàng Hoa Thám của quận Bình Thạnh nha. Và phía bên phải là thuộc phường 6, phía bên trái này là thuộc phường 7 nha. Từ hướng này mà quý cô chú anh chị đi ra khu vực đường Vạn Kiếp cũng như đường Phan Xích Long của quận Phú Nhuận và sang khu vực Cầu Bông chỉ khoảng 5 phút thôi. Thì từ hướng này á, mình đi thẳng là sẽ rập ngay trục đường Phan Đăng Lưu. Quẹo trái thì chúng ta sẽ đi ra hướng trục đường Lê Văn Việt để ra quận Nhất cũng như là đi ra khu vực chợ Bà Chiểu. Còn quẹo phải á, là chúng ta sẽ đi hướng về trục đường Phan Xích Long nha. Còn đi về hướng bên trái này nè, đi thêm một đoạn tầm chừng 100m là chúng ta sẽ đến ngã tư giữa đường Hoàng Hoa Thám và đường Nguyễn Văn Đậu. Đi tới chút xíu nữa là chúng ta sẽ đến khu vực chợ Cây Quéo nha. Và căn nhà hôm nay Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị nằm ở trục hẻm này nè. Hẻm 105, đường Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh. Và vị trí nhà mình là sát với mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám luôn. Đây, đi vào đây. Hai căn nhà là đến ngay căn nhà mình nha. Đây, hẻm trước nhà mình là hẻm Ba Gác nè. Nhà mình có địa chỉ nhà là 105/11, Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh nha. Đây mình nhìn lại cái hẻm trước nhà mình nè. Hẻm Ba Gác, sát với mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám. Cách 2 căn là ra hẻm xe hơi luôn nha. Và căn nhà mình có hướng chính là hướng Đông Bắc, phù hợp với các khách hàng có mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch. Nhà có chiều ngang là 3m, chiều dài là 12m, diện tích công nhận trên sổ là 35.4m2. Với kết cấu là một trệt, hai lầu đúc thật, bê tông cốt thép nha. Nhà mình có tổng cộng là hai lớp cửa, một lớp cửa cổng bằng sắt ở phía bên ngoài này và một lớp cửa nhôm xuyên pha kính cường lực ở phía bên trong nè. Và bây giờ Vân xin mời quý cô chú anh chị cùng theo Vân đi tham quan căn nhà này nha. Và phía trước nhà mình nè, mình có một cái khoảng sân nhỏ như thế này, mình có thể đậu được khoảng 3 chiếc xe máy ở trong sân nhà mình luôn nha. Và phía trên sân này nè, mình có một cái tấm kính để che mưa cho khi mà mình để xe phía trước nhà không bị ướt nha. Đây là hẻm trước nhà mình nè. Thì khu vực này á là hẻm cục rồi. Vào trong đây thì mình còn thêm có hai căn nhà nữa thôi. Và đây là căn nhà của mình nè. Đây là không gian khu vực phòng khách. Được gia chủ trang bị sẵn cho mình một bộ ghế sofa cũng như là một hệ tủ kệ tivi ở phía đối diện sofa luôn. Phòng khách mình có một cái đèn trần nè. Rất là đẹp luôn. Và đi vào phía bên trong này á, là không gian của khu vực bếp. Bếp thì được gia chủ trang bị sẵn cho mình một hệ tủ bếp trên dưới nè, khá là mới. Mặt bếp được ốp đá hoa cương màu đen, tường thì được ốp kính màu xanh nha. Đây là không gian của khu vực bếp của mình nè. Thì vị trí ở đây nè, mình có một cái khu vực trống như thế này á, thì quý cô chú anh chị mình còn để thêm một bộ bàn ăn cho gia đình mình sử dụng ở khu vực này được nè. Khu vực trống này thì mình có thể để thêm một số bàn hoặc là vị trí để đặt piano trong nhà cũng được. Và đây là nhà vệ sinh ở khu vực tầng trệt, được gia chủ thiết kế vị trí dưới cầu thang, gạch ốp phun tường, thiết bị vệ sinh hoàn toàn mới. Đây mình cùng nhìn lại không gian của khu vực tầng trệt nè. Tầng trệt bao gồm khu vực sân phía trước, khu vực phòng khách và khu vực bếp cùng một nhà vệ sinh dưới trệt. Và bây giờ Vân xin mời quý cô chú anh chị cùng theo Vân
tiến lên không gian khu vực lầu 1 nha. Lầu 1 mình bao gồm hai phòng ngủ trước sau, có một nhà vệ sinh sử dụng chung. Và đây là không gian của phòng ngủ phía trước của mình nè. Phòng ngủ phía trước này thì mình có ban công và cửa sổ luôn. Ban công của mình rộng khoảng 1,5 m nha. Và đây là view ban công nhìn ra hẻm trước nhà mình. Đây, từ đây thì mình có thể nhìn xa xa đó là mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám nha. Nhà vị trí siêu đẹp nha. Và bây giờ Vân xin mời quý cô chú anh chị cùng tiến sang không gian khu vực phòng ngủ phía sau ở lầu 1. Đây. Phòng ngủ này thì mình có một cái cửa sổ ở phía sau nè. Đây là một cái vị trí khe hở giữa hai nhà nè. Rồi mình có cái khoảng trống này mình làm cửa sổ rất là thoáng mát cho nhà mình luôn. Và ở giữa hai phòng này mình có một cái nhà vệ sinh sử dụng chung. Nhà vệ sinh thì được gia chủ thiết kế với tất cả các thiết bị vệ sinh hoàn toàn mới, gạch ốp phun tường. Và bây giờ Vân xin mời quý cô chú anh chị cùng theo Vân tiến lên không gian của khu vực lầu 2. Đây, khu vực lầu 1 của mình ở phía dưới nè. Mình tiến lên không gian khu vực lầu 2. Khu vực lầu 2 thì mình có một cái phòng phía trước và một nhà vệ sinh, cũng như có một cái sân thượng phía sau để phơi quần áo này kia. Thì đây là không gian của khu vực phòng phía trước, có ban công và cửa sổ nè. Tùy vào nhu cầu sử dụng của gia đình mình á, thì phòng này mình có thể sử dụng là phòng thờ. Còn nếu không thì chúng ta có thể sử dụng như một phòng ngủ thứ ba. Và ở vị trí trung tâm như thế này, quý cô chú ở cũng thuận tiện, hoặc là mình cho thuê cũng dễ dàng luôn. Và đây là ban công của phòng ở lầu 2. Và đây là view ban công. Nhìn ra mặt tiền trước nhà mình. Đây, mình nhà mình là sát mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám luôn nè. Vị trí siêu đẹp nha. Và đây là nhà vệ sinh ở khu vực lầu 2. Thì tương đương với lầu 1, có nhà vệ sinh này được thiết kế với tất cả các thiết bị vệ sinh hoàn toàn mới, gạch ốp phun tường. Và phía sau này mình có một khu vực sân thượng phía sau nè, để quý cô chú anh chị mình giặt đồ, phơi đồ, mình đặt ra phơi ở khu vực phía sau này, rất là tiện luôn. Gia chủ chừa sẵn đường ống nước cho mình nè. Này, có ống nước, ống thoát và ổ điện để lắp đặt máy giặt ở vị trí này. Có mái che sẵn luôn nè. Và với một căn nhà có kết cấu 3 tầng nằm ở vị trí trung tâm quận Bình Thạnh, sát mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám, phường 6, đang được gia chủ cho bán với giá là 6 tỷ 300 triệu, còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha. Vị trí ở đây thì gần trường học, gần bệnh viện, gần chợ, rất là tiện lợi luôn. Đi đâu cũng tiện hết. Nếu mà quý cô chú anh chị mình nhà mình có người lớn tuổi á, thì nhà mình sát mặt tiền đường nè, bắt taxi đi cũng rất là dễ luôn.
và với một căn nhà có kết cấu 3 tầng đúc thật nằm ở vị trí sát mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh này đang được gia chủ chào bán với mức giá là 6 tỷ 300 triệu, còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Nếu quý cô chú anh chị có quan tâm đến căn nhà này, hãy liên hệ ngay với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà đang được chào bán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.